Xin chào mọi người nhá. Thì clip này mình sẽ chiến một khẩu MG và nghe anh em vote rất là nhiều. Khẩu Vector SS77. Nói thật là mình từ trước đến giờ mình chưa bắn khẩu này bao giờ. Bởi vì những cái nick mình mượn không có, khẩu khai cũng khá là hiếm. Nên là đợt này VC update mà mình cũng xin được một số súng. Nên là tranh thủ làm luôn. Khẩu súng này rũi tâm khá là êm đấy. Thoải mái đi. Những khẩu như thế này là phải quay tay mới đã. Đi đâu? Ui giời ơi, tớ bọn dâu bài hung hãn thế. Nhoang một phát đầy cả lũ rồi này. Ôi vãi trưởng. Thú đâu bây giờ? Ui giời ơi, liều ăn nhiều. Ăn lao. Quay lên. À, ôi giời ơi, mà sao? Mày lên đây, 3 kill. 4 kill. Cái gì nó cũng phải có cái giá của nó. Mất giáp ăn được 4 kill, vẫn lãi rồi. Định móc sau á. Ngon. Họ để bắn tâm cứ như khẩu Kate Amelie ấy. Ui, tôi. Ui giời, định mày có tơ. Mày trâu máu này, trâu máu này. Liên tục tát ở mặt nó. Bố láo thật. Ép mình biến hero. Ôi trời, không tới nhỉ. Vào đây. Kẹt. Còn nhảy xuống có mấy nghìn. Sợ quá, có tơ trâu máu thế không biết. Có đấy em có tơ nhấp nháy là lại multi kill rồi. Cái set súng này mình mang theo set đen xì luôn. Sát thủ rồi. Salukin 9. Quá đất phê. Khẩu súng này trong combo của cậu may mắn với khẩu 6 gì ấy, padding thì phải. Toàn MG hạng nặng thôi. Hết sự bình tĩnh. Hay quá. Cứ đợi anh em có đông zoom lên. Lượng đạn là có đủ cho cả phòng. Ô, khẩu súng này bắn tầm xa đạn nó kiểu lảng lảng ấy. Còn này thì chiến tầm trung mới gần thôi. Rũi gần thì biết mặt zoom non ngay. Vãi trưởng đông vậy. Úi đừng quay lại. Úi trời ơi. May quá nó không để ý. Thôi rồi, con tia chớp màu xanh nó bá đạo bản đồ rồi. Bảo kê. Headshot. Quay lên. Sao anh em cứ cho mình những cái pha nó quay tay thần thánh này. Nào, xếp hàng đi. Còn hero đi bảo kê nữa. Tôi yêu các bạn quá. Nó cứ phải như thế này. Bố thằng hero đấy trước đấy. Rồi. Đứng đây yểm trợ thì mình đứng sau rồi mình rỉa chết hết bọn này cho. Bây giờ tia chớp xanh lè còn tí mau. Mình cũng chịu ba. Thế mà vẫn hổ báo được. Nó lên kia. Nghiệp. Tiến hết đây luôn, đứng bảo kê. Còn lại mày lên này mình cân hết. Em cứ đứng đây bảo kê đi. Mình rỉa máu chữa xuống mà chém. Nó mày ăn ý như này cứ gọi những người đồng đội chứ. Úi giời xuống lon. Úi giời 3 kill. Cô bồ phê quá cơ. Lại vào. Bây giờ hai con kìa. Bố hero là chém vừa thôi. Để anh em còn ăn kill nữa chứ. Còn bạn hủy diệt này mình cũng rất là khâm phục cái tính cách vươn lên của bạn. Chết có biết bao nhiêu lần rồi. Úi giời, tao không cho mày ăn đâu hero ạ. Xôi hết hàng người khác. Ô bắn chết cả zombie lên hero kìa. Súng đạn vô tình. Nào đằng sau, cân hết. Cân hết. Ôi giời ơi, phê quá. 88 kill 2 hiệp. Tôi cũng chết đấy thôi. Mong là anh em đừng cho mình ra đi khỏi phòng một cách nhẹ nhàng là được. Sướng quá đi mất. Có súng này tâm nó như dòng SMG ấy. Lại một liên tục là những cái khẩu súng lai. Con lai mà những mối tình ngang trái của các dòng họ được là lai tạo với nhau, mình moi ra hết. Chiến những cái dòng súng như thế mới sướng. Hay lắm, cứ đồng dồn như này bảo sao súng MG nó không lên lên ngôi. Rồi chạy đây mình yểm trợ cho. Đạn nó dã tầm gần thôi rồi. Cứ đứng đây quay tay thôi rồi, mặc kệ sự đời. Sao kìa. Bây giờ cứ chạy xuống, chạy lên qua, lên quanh là chết ngay mà. Zombie nó hồi sinh liên tục như này biết ngay.
rất là khó khó đoán cái đường đi của bọn nó. Ba Z lỗ khiếp thế, toàn ba Z thế này. Ui ui giời, may nhá, may là mình là người tốt nhá, trên đời này còn nhiều người tốt lắm nên là anh em không phải lo. Con tơ mày, mày không đi cào đây gì? Ui giời, có đứa chặn đường thật nào. Rồi khiếp không, chỉ cần lao súng một phát thôi bọn này nó bao vây luôn. Làm gì làm gì, mày định làm gì, định làm gì, tôi nữa làm gì. Phê quá, đồng ở đây. Ui giời ơi, tơ kìa, thôi chạy chạy, chỗ này không an toàn, chỗ này đứng thủ nó, anh em không phối hợp với nhau chết ngay. Đến đây không, cuộc sống là do mình chính mình tạo lên mà. Có ca xe rôn 4 rồi này, xoắn bố con nào, còn tí chớp bố nữa, đá bom nữa. Mắm tôm nhà thằng này chắc thừa, nhà làm mắm tôm có điều kiện. Ơ lùi lại không, tôi chết tôi rồi. Ôi, sao lại nhảy rơi thế này. Ôi nhìn anh em sống sót mà nước mắt lệ nhòa. Và ai, hai bọn mày được làm hero có cảm thấy áy náy không? Mày chết đi, lạ thật, qua bừa chết hero vì rượu. Tiếc thế, phải đây để nhảy mít xuống mấy cây. Ngọc phát đây hơi hoảng, con đấy nó cầm cái lưỡi hái nó nhảy lùi như thế, không lùi chết ngay. Hôm nay mà bắn làm chậm zoom bay nữa thì thôi rồi. Nhiều bạn bảo mình là khẩu này nó đam cả tết la cơ, nhưng mà mình cảm thấy là đam chỉ tầm gần thôi, chứ tầm xa này không ăn thua. Đâu đấy, cay tay cay tay cay tay, bung này chưa ăn thua. Bạn lộ hết hàng như thế à? Rồi cứ dồn hết đi một chỗ đi. Mày lên đi, cắn sẵn rồi. Dồn vào, một phát chém thôi, mình sẽ kết liễu cuộc sống của các bạn. Này chạy này, mày sơ nhanh đi. Parkour, mít rồi. Thế là thôi, em đi xa nhá. Chris à? Bố nó nhảy mít. Úi giời ơi, cua kinh quá cơ. Quá choáng, quá đáp, đúng lúc bạn lổ, đúng lúc bạn chết. Số hơi nhỏ. Đó solo. Đừng nhảy xuống thì không, không sao. Bạn nhảy xuống hay không là cũng về tay mình hết. KS nó là đẳng cấp rồi. Không nhận cái xét súng này nhìn đẹp vãi trưởng à. Cái màu đen rất là lạ. Cứ cái gì cũng phải đi theo xét hết, diễn đồ cũng thế. Em thấy mình quay clip, quay cam toàn từ trần thôi, nó thành xét rồi. Lên nào, lên rồi. Tưởng cầm khẩu này nặng quá không nhảy được. Vô lửa đèn thế. Ôi sao cứ hở hàng cái thế nhỉ, mẹ chết đâu. Úi giời ơi, rủi giáp vậy. Ô ghê thế, hai lần lên cái chỗ này nếu làm zombie. Mày không chạy à, nó ra vào đấy. Đấy, hồi sinh nó cứ phải như thế này. Đừng bạn này, đừng tin vào khẩu AK Transformer, nhìn nó đẹp thế thôi nhưng mà đừng tin, tin là chết đấy. Rủi kinh quá. Đồ nó chạy đi hồi máu ở cuối cùng cho người ta hồi nhiều máu chữa ra ăn kill cho sướng, không thích cơ. Mày giờ thủ chắc thế, vào hết trong này. Phê. Chỉ thích những bạn như thế thôi, cầm ba Z không quan tâm xung quanh. Ngon đấy, thùng sửa VIP. Đồ hở ra một tí da thịt là bọn này nó sơi ngay. Ăn nào. Ôi, ngon, không để ý. Chỉ cần một hành động sơ suất là chết cả team. Đi đâu. Thôm sơn VIP à? Mày thôm sơn VIP mà to à? Phê quá. Cứ làm cái gì diệt chém thế này cũng được. Nhưng bạn cứ bảo mình chơi con bóng tối, nhưng mà con đấy rất khó chém.
nhiều lúc cần tìm hơi khó. Nó chém chậm lắm, tất cả là người nó to nữa, súng đạn nào bắn cũng chết thôi. Mình không tin là lần thứ ba lên đây để biến làm số 3 tiếp. Quá tam ba bận là nghỉ luôn. Thôi đừng lên, đất chật người đông, phán đấy, vẫn lên được à? Đây, mình nhảy xuống dưới đây là không biến số 3 ngay. Đứng ở trên đây vẫn làm số 3. Cẩn thận. Chết cả lũ bây giờ. Anh em cứ từ từ là mình làm cái chỗ thủ đã, rồi muốn chết thì chết. Ồ thật từ quá. Đi viện vẫn bị cay ép được, sợ thật. Ôi giời ơi, khiếp hồn. Ôi giời ơi, mày đâu ra đấy, cánh tay. Đừng. Anh em ơi, đừng nhìn thấy mình nhá. Người vô hình đấy. À đù, sao đúng cái lúc mình chạy ra nó lại tỉnh nhè. Mày chết lâm sàng của tao nhờ cái. Còn chặn đường nữa. Ô, vãi, bọn này nó ra đúng lúc thế. Này bị cao đây. Tơ ơi, đừng nhìn thấy tao nhá. Đừng anh Tơ ơi. Được. À đù, vãi, mình đã không dám bắn cái con nhấm nháy đằng sau rồi. Nó vẫn là nhìn được. Bô nữa tỉnh đi. Chắc này là đánh hơi đấy, thính lắm. Nhìn con nhím nháy đằng sau mình không dám bắn rồi. Để cho nó không biết, vẫn chết. Không biết à? Ô, hay không có tay ấn hero. Ôi chào các bạn nha, mình xin dừng clip ở đây thôi.